Anh nói đi, tối qua anh đi với con nào? Anh đi với con nào đâu? Anh ở nhà chơi cu ăn trên mây mà. Không đi với con nào á? Thế con nào đây? Nào. Mua báo anh. À cu à? Cu xem đây là cứ bảo đi với con nào á? Cái này là thằng mà. Thằng á? Thằng này. Thằng này. Bản tin buổi sáng. Gì mà ế dữ trời. Nữ ca sĩ Nguyễn Thị Trúc Nhân vừa hạ sinh con trai.